Mọi người, chào mừng mọi người cùng đến với buổi ghi hình trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Thì tại phòng giảm béo công nghệ cao của Thẩm mỹ quốc tế Bali, hôm nay có đón nhận một trường hợp của một vị khách hàng, đó là cô Phương đến từ Hải Dương. Hôm nay cô đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali để thực hiện giảm béo trị liệu một lần với công nghệ Lipo Slimming ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe cái câu chuyện của cô Phương khi đến với cả Thẩm mỹ quốc tế Bali nhé. Con chào cô. Dạ vâng, cô ơi, không biết là hôm nay là mình đến đây mình thực hiện trị liệu cái buổi giảm béo là buổi đầu tiên với bên con ấy. Thì cô có thể chia sẻ một chút là tại sao cô lại lựa chọn Thẩm mỹ quốc tế Bali để là địa chỉ giảm mỡ của mình không ạ? Trước khi cô đến Thẩm mỹ Bali thì cô cũng phải tìm hiểu kỹ với cả cái tình trạng của cô để không thể uống thuốc giảm cân được. Dạ vâng. Và cũng tập luyện, cũng không tập luyện được nhiều tại dạ. Vì bác sĩ bảo là cô đang bị mỡ máu này, xong lại áp huyết cũng cao, 160-170. Vâng. Ra là mà lại còn đang chuẩn bị có nguy cơ bị tiểu đường. Vâng. Nên cô phải uống nhiều thuốc lắm. Nên ra là thuốc huyết áp này, rồi thuốc giảm mỡ máu này, rồi cần thuốc loãng xương nữa. Nên ra là cô không thể uống được thuốc giảm cân. Nên ra cô phải tìm hiểu, cô mới thấy cái biện pháp mà điều trị bằng Lipo này này. Dạ. À, tốt thế nên là cô đến. Dạ vâng. À, cô và... thấy tiêm cô? Cô không, cô thấy dễ chịu. Dễ chịu không cô? Cô có cảm thấy khó chịu chút nào không ạ? Không, cô thấy bình thường. Vâng. Thì con có vừa xem hồ sơ của cô ấy, thì bác sĩ của bên con đã thăm khám ấy, thì với cái tình trạng mỡ của mình ấy, thì cô sẽ làm cả bụng và eo, và cái tổng số điểm mỡ thì như cô đã được tư vấn á, là 35 điểm mỡ cho cả vùng bụng và vùng eo. Thì hiện tại là bên con đang dùng cái máy công nghệ Lipo Slimming để giúp hóa lỏng và làm mềm các cái mô mỡ của mình. Thì nó được chia ra làm 576 vi điểm, có nghĩa là cái nhiệt của cái sọ của cái Lipo Slimming này ấy, nó sẽ giảm đều trên cái vùng da của mình và nó tác động đến cái độ sâu là 1,3 cm, tương đương với cả cái độ sâu của cái phần mô mỡ mà sâu nhất của mình ấy. Vì vậy mà cái quá trình khi mà cô làm thì mỡ nó sẽ được đào thải một cách từ từ. Đó, thời gian mà để thích nghi với cả cái công nghệ này nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 3 cho đến 5 ngày, tùy cơ địa của từng người. Có thể là với cô sẽ thích hợp nhanh hơn thì có thể là ngay ngày hôm nay khi mà cô về nhà là mỡ đã được thanh thải ra bên ngoài rồi, và cái quá trình nó sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cũng không ảnh hưởng đến công việc thường ngày của cô đó. Thế thì không biết là khi mà mình đến đây ấy, thì mình đi giảm béo mình có chia sẻ với ai ở nhà không cô? Cô cũng chỉ nói qua mấy cái con thôi. Dạ vâng. Chưa, bạn bè cô cũng chưa dám nói. Dạ vâng, còn phải chờ kết quả giảm xem thế nào đúng không ạ? Và con hy vọng rằng là khi mà cô lựa chọn đến với cả Thẩm mỹ quốc tế Bali và công nghệ giảm mỡ Lipo Slimming này ấy, thì nó sẽ là một cái lựa chọn đúng đắn, sẽ giúp cho cô cải thiện các cái chỉ số về sức khỏe cũng như là sẽ giúp cô cải thiện cái vóc dáng của mình để có thể đẹp hơn và khỏe hơn ạ. Và mọi người hãy cùng đón chờ kết quả giảm mỡ của cô Phương nhé mọi người nhé, với 35 điểm mỡ cho phần bụng eo. Thì mọi người sẽ cùng đón chờ kết quả giảm mỡ của cô Phương sẽ được cập nhật trên fanpage của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Mọi thắc mắc về công nghệ giảm béo của Thẩm mỹ quốc tế Bali, mọi người có thể gọi đến số hotline 0386 463 463 để được tư vấn trực tiếp nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.